phải cảm ơn tiết mục Say Mê Văn Nghệ của Hội Giọng Thi tham gia với đêm truyền thông ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân. Vừa rồi chúng ta đến với phần giao lưu tìm hiểu kiến thức và các tiết mục giao lưu văn nghệ. Sau đây xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân sẽ cùng đến với phần thể hiện tiểu phẩm của các đội tham gia đêm giao lưu truyền thông ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, qua hình thức sân khấu hóa, các tiết mục, các tiểu phẩm của các đội sẽ giúp cho quý vị đại biểu cũng như toàn thể bà con nhân dân chúng ta hiểu rõ hơn và biết nhiều hơn về công tác về môi trường tại gia đình và địa phương mà các tuyên truyền viên của chúng ta đã thực hiện. Sau đây sẽ kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân sẽ cùng đến với đội truyền thông xóm Hồng Thọng với tiểu phẩm mang tên Chung Tay Bảo Vệ Môi Trường. Ai mua rau đây? Ai mua rau nào? Rau xanh, rau sạch, rau lành. Bà con cô bác ngồi nhanh đi nào. Ai mua dưa, mua cà, mua bí đây? Dưa cà bí ớt nào, mua đây mua đây. Ơi cái bà này, chỗ này là chỗ của tôi cơ mà, chứ bà này ngồi chỗ của tôi. Ôi trời ơi, chỗ nào mà chẳng được. Chỗ này tôi ngồi suốt từ đấy bây giờ rồi. Hôm nay bà ngồi chỗ của tôi, bà lui ra kia để tôi bán hàng. Tôi đến trước thì tôi ngồi trước nhé, bà đến sau bà đi chỗ khác mà ngồi. Không nói nhiều với bà, sáng sớm ra bà đã lắm chuyện rồi. Bà lui ra kia để tôi bán hàng cho nó sợ. Đấy, bà dành thì bà ngồi đi, tôi lui ra kia khác tôi bán. Lui ra kia đi. Ôi ngồi đây mãi rồi. Ai mua rau đây? Ai mua rau nào? Ai mua dưa cà bí ớt đây? Mua dưa, mua cà, mua bí nào? Mua đây bà con ơi. Ôi, chào cô Huệ. Hôm nay cô đi chợ à? Cô sang đây mua dưa, mua cà thì giúp cho tôi không cô? Dạ, em đi chợ chị ạ. À. Chị bán bao tiền một cân cà vậy ạ? À? Ui mua đi cô, cà nhà cô trồng ấy ngon lắm. Mua đi 20 một cân thôi. Thế chị bán cho em một cân đi ạ. À. Ui lấy nhiều vào em, lấy có một cân ấy. Thôi em mua bằng này đủ ăn rồi chị ạ. À. Ừ để chị lấy bao ni lông chị bỏ cho em nhá. Sao cà nhà chị mà héo thế nhỉ? Cà ngon mà em. Ui dạo ôi, túi này rách thế này. Trắng này cũng rách cho mình nhiều túi rách thế cũng biết nhá. Ui thôi. Dạo ôi. Chị ơi lấy đỏ. Ồ, cái này được đấy, em ơi, bỏ cà vào đây. Nhặt đi. Đây, cà của em đây nhá. Em gửi tiền chị ạ. Ừ, chị cảm ơn nhá, lần sau mà có đi chợ ấy, qua đây cứ mua cả hố dưa cho chị là ngon đấy em ạ. Dạ. Thôi chị bán hàng đi nhá, em quăng em một ít rau đá chị ạ. Cảm ơn em. Ủa em mua rau chị ơi. Ôi em Hảo, em đi chợ bán rau à? Có phải rau nhà em trồng được không? Sao mà ngon và đẹp thế? Rau nhà em có dùng thuốc kích thích hay phun thuốc gì không em? Rau nhà em trồng đấy chị ơi, không thuốc thang gì đâu. Thế bán cho chị hay bó đi? Để là chuối em gói cho chị nhá. Dạ. Sao em không bỏ vào túi ni lông cho chị? Tiện mà phải gói bằng lá chuối hả em? Không không chị ơi, em gói lá chuối này á, vừa tiết kiệm lại vừa bảo vệ môi trường. Vì dùng túi ni lông thải ra môi trường hàng trăm năm nó mới tiêu hủy cơ chị. Ôi dảo ơi, gói bằng lá chuối hay dùng bao ni lông, cái nào tiện hơn thì mình làm, hơi đâu mà nghe cái bả đấy. Bảo này chị, hiện nay nhà nước ta đang khuyến khích người dân không sử dụng túi ni lông và chai nhựa dùng một lần, mà nên sử dụng những bao bì tái sử dụng được nhiều lần hoặc dễ phân hủy. Vừa qua, Hội Phụ Nữ đã hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn đấy chị. Nghĩa là sao hả em? Là những rác thải gia đình mình như gốc rau, vỏ trái cây, chai nhựa, chai thủy tinh và bao bì sau khi sử dụng thì chị nên phân ra thành từng loại để dễ xử lý chị ạ. Vậy mà từ trước đến giờ chị không biết, chị toàn bỏ các loại rác chung vào một thùng. Hôm nay nghe em nói chị mới hiểu, về chị sẽ phân các loại rác ra. Em ạ, à, thôi cũng muộn rồi, à, em bán hàng đi nhá. Chị chào em, chị về đây. Ôi trời ơi, hôm nay tôi hôm qua xuống đây tôi đã dọn sạch hết rồi. Sao hôm nay là túi ni lông với lại chai nhựa vứt đầy như thế này? Là này hai chị kia, ai là người vứt túi ni lông ra đây đấy? Không phải tôi vứt đâu nhá. Chào anh quản lý chợ, anh có biết không? Tôi bán ở đây là tôi đảm bảo vệ sinh môi trường nhất đấy anh ạ. Trước khi tôi đến đây, rác nó vứt đầy đấy rồi. Ở đây chỉ có hai người,
mà không ai biết. Thế là nghĩa là sao? Này, ông biết không? Hiện nay Thủ tướng đang phát động hạn chế rác thải rắn ra môi trường, nên sử dụng túi giấy và những bao bì tái sử dụng được nhiều lần. Ông thấy không? Tôi toàn gói bằng lá chuối, chứ có dùng túi ni lông đâu. Thế còn túi ni lông này là của ai? Tôi nói thật với ông nhé, tôi có dùng bao ni lông, nhưng tôi không có vứt ở đấy. Chỉ có thế mà hai người không ai nhận trách nhiệm về mình nữa là sao? Tôi đã bảo là không phải là tôi vứt mà. Tôi hỏi ông nhé, mình dùng bao ni lông xong, mình đem lên mình đốt, mình chôn đi là xong. Có gì đâu mà ông cứ phải lo. Ông có thấy cái đống rác trước nhà tôi đâu không? Tôi đốt mãi rồi, có sao đâu. Ông cứ lo cho nó mệt người ấy. Vâng, hôm nay chị nói ra thì tôi mới nói luôn thôi. Bao nhiêu hôm nay bà con làng xóm xì xào bàn tán về cái hố rác của trước nhà chị đấy. Tôi góp ý rồi nhưng mà chị không nghe đâu. Mỗi khi chị đốt khói lên nghi làm ảnh hưởng môi trường đến sức khỏe của con người đấy. Ôi dạ ôi, ai xì xào thì mặc kệ họ. Tôi đốt rác nhà tôi chứ tôi chả đốt rác nhà ai. Hơi đâu mà đi lo cho mệt người. Tôi nói với chị đàng hoàng tử tế, chị không nghe. Cái chuyện hô rác của nhà chị và cái túi ni lông ấy, tôi phải đưa ra cuộc họp của xóm mới được. Chích thì ông cứ đưa ra nhé, tôi chả làm gì sai, tôi phải sợ. Tôi nói thật với ông ấy là tôi không có vứt túi ni lông ở đây, tôi toàn dùng bằng cái này thôi nhé. Vâng, ở đây chỉ có hai người, một là chị Hảo, hai là chị Tuyên. Nhưng mà chị Hảo lại gói bằng lá chuối rồi. Thì còn túi ni lông nữa là của ai là tôi biết thừa rồi nhá. Thế giờ tôi hỏi ông nhé, bây giờ ông theo ai? Chứ ông bỏ tôi à? Ông không ra? Ôi, chị nói thế nghĩa là sao hả chị Tuyên? Vậy thì tôi còn nói thẳng với ông một câu, giữa tôi và ông chả còn cái tình nghĩa gì nữa cả. Cái chuyện đám cưới của thằng Tú nhà ông ấy với con Nga nhà tôi chấm dứt ngay bây giờ. Ôi chị ơi, chị còn có hai mấy hôm nữa là đến đám ăn hỏi của hai đứa rồi. Chị nói thế không được đâu chị ơi. Thôi, đừng vì môi trường mà làm chia rẽ bọn trẻ, tội nghiệp chúng nó lắm. Bà ấy làm như cả cái xóm này có mỗi nhà bà ấy có con gái không bằng. Chả thế à? Ông không biết thời buổi bây giờ con gái nó hiếm lắm đấy. Thôi thôi, tôi khuyên anh chị nên bỏ qua cho nhau đi, không nên vì cái hố rác mà làm mất đi tình nghĩa thông gia, tình làng nghĩa xóm. Em chào anh chị ạ. Vừa nãy em ghé mua ít hoa quả ở bên kia, em nghe các anh chị bàn luận về rác thải môi trường ạ. Chào cô nhé. Nhân tiện có cô đây rồi thì cô phân tích cho chúng tôi chuyện rác thải môi trường và góp ý với chúng tôi để cho chúng tôi hiểu biết về rác thải môi trường. Vâng ạ, các anh chị ạ, thời gian qua hội phụ nữ tuyên truyền vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là hố rác trước nhà chị Tuyên, chị hãy cùng chúng tôi dọn rác ở đó nhé. Vâng, tôi nghe nói túi ni lông nó đây hàng trăm năm mới phân hủy, có phải thế không cô? Vâng, đúng rồi đó anh ạ. Túi ni lông phải hàng trăm năm mới phân hủy được, nên chúng ta phải phân loại rác anh chị nhé. Bây giờ các anh chị phân loại rác cùng tôi nào. Chúng ta hãy phân ra ba loại rác. Rác thứ nhất là rác hữu cơ, rác thứ hai là rác vô cơ, rác thứ ba là rác tái chế ạ. Rác hữu cơ là rác như là lá cây, cành cây khô này, hoa quả thối này, chúng ta có thể là ủ vào để làm phân bón để phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp ạ. Đúng rồi đó chị ạ. Loại rác thứ hai là rác vô cơ, là rác không thể tái chế và không thể phân hủy được, như là thành sứ, pin này, chúng ta có thể đào hố và chôn lấp ạ. Loại rác thứ ba là rác tái chế, là rác có thể tái chế sử dụng được, như là túi ni lông, như là chai nhựa này, giấy cũ này, chúng ta có thể là thu gom vào một chỗ để bán ve chai ạ. Này, chị nói thế tôi mới rõ. Tôi cứ tưởng đem các thứ rác này đốt đi là xong. Ai ngờ khói nó lại làm ảnh hưởng đến sức khỏe môi trường của mọi người nó chị nhỉ. Vâng ạ, thế là từ bây giờ chúng ta không sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Và chúng ta hãy dùng giỏ để đựng đi chợ như em. Các anh chị có đồng ý với em không ạ? Vâng, đồng ý. Vậy chúng ta hãy bắt đầu ngay từ bây giờ ạ. Này, tôi đã hiểu rồi. Chứ ông thằng già đừng có giận tôi nữa nhé. Vâng, tôi có gì đâu mà phải giận là chị. Ôi, thế mà này, đám cưới của bọn trẻ tả lưa tiên anh của ông nhé. Vâng. Thế là từ nay chi hội phụ nữ chúng ta hãy hạn chế mà không sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động của cơ quan và địa phương ạ. Chúng ta hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.
chúng ta hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, phụ nữ chung tay vì môi trường xanh sạch đẹp bền vững. Đó cũng là thông điệp mà đội của chúng tôi muốn gửi đến đêm giao lưu tuyên truyền ngày hôm nay. Cuối cùng xin kính chúc đêm giao lưu tuyên truyền thành công tốt đẹp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ.